Cô bạn thân tôi, người mà tôi chia sẻ hết mọi thứ trên đời này, lại là người đâm sau lưng tôi một phát chí mạng. Sẽ không có gì sang trọng và quyến rũ bằng em đâu Đăng Thanh mà. Trên đời này làm gì có thứ tình bạn hoàn hảo như vậy chứ. Tôi đã im lặng quá lâu để làm người phụ nữ trong bóng tối. Anh yêu em. Vậy tại sao cậu cứ muốn níu kéo một người không yêu mình? Quan trọng là còn thấy thật lòng. Có không giữ, mất đựng tìm. Mặt trời mùa đông phát sóng trên ứng dụng VION từ ngày 24 tháng 3.